Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay là em bán hàng xả cái con NBX này nhé, hàng xả mã NBX này. Đây. Như quý vị thấy là cái volume của nó đang có đúc được lúc không? Rồi em này bán cho quý vị. Vâng. Với giá là 1 triệu 300 và em sẽ khuyến mại cho quý vị cả cái tặng kèm cho quý vị khiển zin này luôn nhé, khiển xịn luôn của Onkyo nhé, để cho quý vị tăng giảm bát chép. Đây là tăng giảm volume cho nhỏ trên đây. Đấy. CD vẫn chạy bình thường này. Vâng, và cái con này nó có các chức năng giải mã nhé. Đấy. 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 Như quý vị biết rồi, những con này là bên em đang bán nó khoảng tầm 1 triệu 8, không có khiển. Không có khiển nhá. Đấy, nhưng mà thôi, bên đợt này thì nó như vậy thôi, em tặng khiển cho quý vị luôn. Đấy, 1 triệu 3 tặng khiển luôn nhá. Vâng. Quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Bên em là 0966 594581. Và con này thì nó như quý vị thấy là CD vẫn đọc bình thường nhé. CD vẫn đọc bình thường. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng. Đấy, đường CD chạy bình thường. Vâng. Nhạc CD chạy bình thường. Còn cái đường quang. Vâng, đường quang. Đường quang đây nha. Quý vị ấn nút input ở đây, trên này. Để đăng đường quang là được. Đấy, thấy không ạ? E-store đang chạy này. Đúng ạ, chỗ đang chạy bình thường nhé. Đương nhiên là tốt sắt đang là bình thường đây rồi. Đấy, nếu quý vị cần em sẽ test nốt cho quý vị cả đường điện thoại luôn này. Quý vị cắm được tép ao, tép pin chẳng hạn. Tép pin là cái cổng thứ 1, 2 từ trên xuống. Vâng. Đấy. Và chuyển input. Đấy, quý vị có thể chuyển ở trên mặt máy bằng cách là chuyển ở đây nhé. Chuyển input ở đây. Hoặc là chúng ta chuyển trên điều khiển bằng cách ấn input đây. Đấy. Đấy. Ok chưa? Đấy. Con này có chỉnh bắt tép được luôn. Đấy. Đấy. Ấn không này. Sau đó là tăng giảm bằng cách ấn nút hai cái nút lách bài và nuôi bài này nhá. Vâng. Trong quân trường cam go đã chay tâm hồn linh mới, nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp sống vẫn đây. Còn có cả super bass để bật tăng lên bass này này. À, quên thế không ạ? Bật tắt đi này. À, tiếng bass sẽ nhỏ hơn đúng không? Nó sẽ đỡ trầm hơn. Đấy, ok. Đấy. Đấy, con này công suất chạy bình thường nhé. Quý vị về có thể là ghép thêm vào bên loa. Ai không dùng công suất thì có thể đưa tín hiệu từ đây xuống dưới âm ly để chúng ta làm giải mã bình thường. Đấy, cho cái TV Smart của chúng ta. Đấy, thì giá 1 triệu 3. Vâng, 1 triệu 3 là có khiển zin đi kèm. Ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em số điện thoại là 0966 594581. Vâng. Và chỉ duy nhất cái con sản phẩm này em tặng khiển nhé. Còn đâu những cái khác thì là em không tặng đâu. Quý vị ai có nhu cầu mua thì mua khiển rời ở ngoài nhé. Cái khiển này ở ngoài bây giờ mua khoảng tầm 350-400. Bên em cũng đang bán khoảng tầm 300 gì đấy nhé. Đấy. Thì tính ra đấy, nhưng mà trừ đi cái tiền khiển đi thì coi như là cục này có 1 triệu thôi. Đấy. Quý vị nào ai không thích lấy khiển, ok, trừ đi 300 thì em có 1 triệu nhé. Đấy. Tùy quý vị. Đấy. Đây, ngoại hình của nó còn rất ok. Đấy. Rất ok luôn nhé. Tất nhiên thì là nhiều khi hàng bãi nó về nó sẽ có một chỗ nọ chỗ kia nhé, nó không thể nào mà nói rằng là nó hoàn hảo 100% như quý vị nhá. Em không khẳng định cái điều đấy. Vâng. Cái con này thì là điện áp 100V đây. Máy hàng Nhật Bản, làm sản xuất ở Nhật đây. 46W. Vâng. Đấy. Và đương nhiên đấy, quý vị làm giải mã không thì công suất không ảnh hưởng gì nhá. Còn những cái con này thì 46W của nó thì nó vẫn cứ đã và đang kéo những cái đôi loa 70W. Theo dàn của nó là 70W luôn, chở hàng 4 ôm. Đấy. Ok nhá, chở hàng 4 ôm luôn. Đấy. Nhưng những con như thế này thì là rất là khỏe. Đấy. Ok nhá.
Thì quý vị mua hàng liên hệ 0966 594 81. Vâng, và em xin nhắc lại giá con này là 1 triệu 3. Vâng, ai không lấy khiển thì cứ trừ đi 300 là 1 triệu. Tùy quý vị. Đấy, ok nhá. Vâng, em xin cảm ơn và xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo này.